Rồi, tốc độ 1, câu 1 ha. Đề bài cho chúng ta hỗn hợp gồm có các chất béo này, rồi axit. Đó. Thì trong những cái chất béo hoặc axit thì nó đều có cái nhóm COO các bạn, COO. Khi đốt cháy thì được CO2 và nước. Như vậy thì bước 1 thì chúng ta sẽ bảo toàn nguyên tố O. Bảo toàn nguyên tố oxy này. Thì chúng ta sẽ tính được cái số mol của nhóm COO có trong cái hỗn hợp ban đầu ha. À, anh bấm máy thôi. 3,93 nhân 2 cộng 3.73 bạn trừ cho oxy là 5,5885 nhân 2. Rồi bạn chia cho 2 thì có 2 ô mà. 0,21 mol. Đấy. 0,21 mol. Rồi. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ thực hiện một quy đổi bài này một chút xíu ha. Chúng ta sẽ quy đổi này. Ở đây có hai loại chất béo no và không no, hai axit béo cũng no và không no. Vậy thì bây giờ đầu tiên là chất béo thì chúng ta sẽ đẩy nó về axit béo cộng glycerol và toàn bộ sẽ đẩy về no hết. Axit no, no này và glycerol. Tại sao vậy? Tại vì là chất béo là sự kết hợp của axit béo và glycerol mà. Rồi, nhưng vì tại vì có gốc không no nên các bạn sẽ trừ cái hiđro đi. Hiđro đi. Và chất béo thì bằng axit cộng glycerol và trừ đi nước đúng không? Các bạn phải tách nước ra. Tách nước ra. Rồi. Thì tiếp theo đây thì các bạn sẽ điền cái số mol của nhóm COO chúng ta tính được ở trên là 0,21 mol vào đây này. À, nhóm COO 0,21 và nó điền nhóm COO 0,21 mol. Rồi. Trong oxy thì chúng ta sẽ có được CO2. Đây, CO2 là 3,93 và nước của chúng ta là 3.73. Rồi nhá. Thì các bạn sẽ sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố carbon. Các bạn bảo toàn nguyên tố C thôi. Bảo toàn nguyên tố carbon này. À, thì các bạn sẽ tính đến carbon có trong cái glycerol này bằng cách lấy 3,93 nhé. 3,93 trong CO2 bạn trừ đi cái carbon có trong axit ở trên là 0,21 nhân 18 0,15. Các bạn chi cho 3 thì con này có 3C này. Chi cho 3 thì chúng ta được số mol glycerol là 0,05. Rồi. Thì các bạn thấy là cái số mol O của chúng ta, cái số mol của nhóm COO trong cái hỗn hợp này thì nó là 0,21 rồi. Là nhờ định luật bảo toàn nguyên tố carbon, nguyên tố oxy đúng không? Thì chúng ta đã tính được cái này rồi. Vậy thì các bạn khi mà cái nhóm COO nó là đủ đây, 0,21 rồi. Vậy khi chúng ta làm ở đây là chúng ta cái oxy ở đây nó sẽ được mới sinh ra thêm ở đây. Đó, các bạn lấy 0,15 nhân 3 đúng không? Thì cái oxy chúng ta nó sẽ bị dư ra 0,15 mol. Vậy thì để triệt tiêu cái điều đấy thì nước ở đây nó phải là âm 0,15 mol này, để cái oxy nó để được triệt tiêu ở cái chỗ glycerol mới sinh ra. Rồi, bước cuối cùng thì các bạn chỉ cần bảo toàn nguyên tố H. Bảo toàn nguyên tố hiđro ha. Các bạn sẽ tính được cái hiđro chỗ này. Đấy, chúng ta có H ở đây. 3,73 nhân 2 còn trừ đi H có trong axit này, trừ 0,21 nhân cho 36 trừ 0,05 nhân 8 chỗ glycerol và trừ cho trừ nghĩa là cộng 0,15 nhân 2 chỗ nước này. Các bạn sẽ có hiđro còn lại đây âm 0,2. Chúng ta có H2 mà, thì chia cho 2. Vậy là hiđro được tách ra là âm 0.1. Âm 0.1 mol. Rồi. Khi chúng ta được thực hiện được như vậy thì khi mà chúng ta cho cộng với NaOH nha. Thì cái muối của chúng ta, tất nhiên chúng ta sẽ thu được glycerol này. Sẽ có glycerol. Sẽ có nước được tạo ra do axit. Và muối của chúng ta, muối của chúng ta tất nhiên là sẽ là muối C17H35 COONa có số mol là 0,21. Và cái hiđro không no thì tất nhiên là nó sẽ đi theo với muối nha các bạn, đi kèm theo với muối là âm 0.1 một mol. Và cái này là aga. Vậy các bạn sẽ tính rất nhanh giá trị A này bằng muối là 0,21 nhân cho M lớn của cái muối này là 306 rồi cộng thêm cái hiđro, cộng như là trừ đúng không? Trừ cho 0.1 nhân 2. Đó, thì các bạn sẽ có 64,06 gam. Đấy, các bạn chọn đáp án là câu A nha. Rồi. Rồi câu chất béo này xử lý rất nhanh bằng phương pháp quy đổi các bạn.
Rồi. Câu 2 phần tốc độ, phần xử lý bài ST nâng cao. Đề bài cho chúng ta 108,5 gam hỗn hợp được chia làm 2 phần. Thì trong đó phần 2 thì gấp 1,5 lần của phần 1. Đấy. Như vậy có nghĩa là 108,5 chúng ta chia cho 108,5 các bạn chia làm 2,5. 2,5 phần đúng không? Tại vì phần 1 là 1 phần và phần 2 là 1,5 cộng lại là 2,5. Và phần 2 của chúng ta gấp, đây là khối lượng của phần 1 nhân cho 1,5 thì được khối lượng phần 2 là 65,1 gam. Là 65,1 gam. Rồi. Thực hiện chúng ta sẽ thực hiện hai phương phản ứng, đó là đốt cháy. Thì đốt cháy thì tất nhiên chúng ta thể thu được CO2 và nước, các bạn thu được CO2 và nước nha. Thì cái số mol oxy mà khi để đốt cái phần 1 á, chúng ta bấm vào chỗ này 47,04 các bạn chia cho 22,4 nha. 2,1 mol khi đốt phần 1. Mà do cái phần 2 của chúng ta là gấp 1,5 lần phần 1, các bạn nhân 1,5 lần lên để ra cái phần 2 luôn. Đó là oxy chúng ta là 3,15 mol. Đề bài đó là cho tác dụng vừa đủ với cao H. Cao H. Cái lượng cao H của chúng ta là 0,825. Thì do các chất axit và este của chúng ta đều là mạch hở, do đó thì đều có cái tỷ lệ chung là một nhóm COO cộng với một cao H đúng không? Nên số mol nhóm COO của chúng ta là 0,825 luôn. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý cái CO2 nước một cách dễ dàng bằng cách chúng ta sử dụng định luật bảo toàn khối lượng và định luật bảo toàn nguyên tố O để bơm máy. Khối lượng CO244 nước 18, khối lượng bên này là 65,1, các bạn cộng cho 3,15 nhân 32. O CO2 có 2 O, nước 1 O, O cho nên bên trái sẽ là 0,825 nhân 2 cộng oxy cho là 3,15 nhân 2. À, sẽ có CO2 là 2,85, nước là 2,25. Rồi để đấy chúng ta sẽ xử lý nó. Rồi khi tác dụng với cao H thì tất nhiên là các bạn sẽ thu được nước từ axit đúng không? Thu được ancol từ este, ancol y. Rồi và thu được muối ở đây là 90,6 gam. Tất nhiên là sẽ là hai muối. Tại vì là chúng ta có hai axit và este của chúng ta cũng được tạo ra từ hai axit đó. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ phải phân tích cái ý này một chút xíu, đó là cái lượng cao H của chúng ta là nó vừa phải ứng với axit và vừa phải ứng với este. Chúng ta sẽ hiểu là một nhóm chất este thì cộng với một cao H nè thì sẽ ra được một nhóm COOK muối và một nhóm OH trong ancol. Đó. Và một nhóm chất axit cùng cộng với một KOH để có thể ra được một nhóm COOK và cộng với một nước. Đó. Sau đó nếu chúng ta đặt ít là số mol nhóm OH trong ancol thì KOH sẽ là ít. Y là số mol nước thì KOH sẽ là chữ Y nha, chữ Y các bạn. Và đây chúng ta sẽ có một điều không thay đổi trong ancol là như thế này. Trong ancol đó thì một cái nhóm OH trong ancol cộng với một natri sẽ sinh ra là 1/2 hydro. Đúng chưa? Số mol nhóm OH là x và thì hydro sẽ sinh ra là x/2 mol. Rồi. Ở đây thì khối lượng bình tăng. Đây bài nói này. Cho ancol y tác dụng natri dư thì sau khi khối lượng bình tăng lên 13,5 gam. Vậy các bạn phải hiểu là khối lượng bình tăng thì bằng khối lượng ancol trừ khối lượng hydro. Hay nói cách khác thì khối lượng ancol sẽ bằng khối lượng bình tăng cộng MH2. Rồi, bạn sẽ thay vào đây khối lượng bình tăng là 13,5. Còn khối lượng hydro sẽ là x/2 mol nhân cho 2 nữa là x gam. Vậy đây chúng ta đã có được khối lượng của ancol. Vậy khối lượng ancol của chúng ta sẽ là 13,5 các bạn cộng cho x gam ha. Nước ở đây là chữ y. Rồi. Vậy đây chúng ta sẽ giải xy này bằng một cái hệ phương trình.
các bạn sẽ có hệ phương trình như sau. Rồi, chúng ta sẽ có x cộng y là số mol của KH là 0,825. Rồi, áp dụng định luật bảo toàn khối lượng hỗn hợp là 65,1 cộng cho KH là 0,825 nhân 56. Rồi, bạn sẽ có được khối lượng của nước là 18y cộng khối lượng ancol là 13,5 cộng x gam cộng muối là 90,6. Thì từ đó các bạn sẽ xử lý được x này và y này, bạn bấm hệ phương trình ha. Các bạn sẽ có x bằng 0,45 và y là 0,375. Cái này thầy bấm rồi, thầy ghi lại cho các bạn thôi. Rồi. Ok, xong. Thì tiếp theo là các bạn sẽ xử lý ancol nha, ancol. Thì chúng ta sẽ có cái công thức là khối lượng ancol này thì bằng khối lượng của ancol, mà M lớn ancol thì bằng khối lượng ancol chia cho số mol của nhóm OH, và các bạn nhân cho số nhóm OH. Các bạn sẽ thay vào đây. Khối lượng ancol là 13,5 cộng x gam này. Vậy là cộng cho 0,45 chia số mol nhóm OH là 0,45 và nhân cho cái số nhóm OH của ancol đó. Bạn bấm cho này nó sẽ là 31 này nhân cho số nhóm OH. Rồi. Để đáp án của chúng ta hợp lý và chúng ta có thể tìm được ancol thì chắc chắn là các bạn phải chọn số nhóm OH là 2, tại vì lúc này nó sẽ là M lớn của nó sẽ là 62 và chúng ta sẽ có cái ancol là C2H4 OH 2 lần. Và tất nhiên khi đó thì số mol của ancol sẽ bằng là 0,45 là số mol nhóm OH chia 2 là 0,225 mol. Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã có được cái ancol mà của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp ở cái phần là, bây giờ chúng ta hình dung là cái hỗn hợp chúng ta gồm có acid P, acid Q đều là acid đơn chức, tức là R trung bình COOH nhé. Và cái este của chúng ta là este hai chức, x của chúng ta sẽ là este là R trung bình CO2 lần C2H4. Rồi, các bạn có số mol của C2H4 là 0,25, với cái này sẽ là 0,225. Được chưa? Và ngoài ra thì cái số mol của acid này, đây chính là cái gốc acid là Y ở đây. Mà bạn giải được Y ở đây là 0,375 rồi, nên chúng ta sẽ có con này còn là 0,375. Như vậy thì số mol của cái hỗn hợp này các bạn sẽ cộng lại 0,375 cộng 0,225 thì số mol hỗn hợp này sẽ là 0,6 mol nha, 0,6 mol hỗn hợp. Rồi, làm cái điều này để làm gì thì các bạn sẽ xử lý tiếp vào cái phần là chúng ta sẽ sử dụng công thức là, nếu chúng ta lấy số mol của CO2 chúng ta trừ đi số mol nước đúng không? Thì nó sẽ bằng số mol pi và trừ cho số mol của hợp chất hữu cơ. Thì cái pi ở đây các bạn sẽ hiểu là nằm trong nhóm COO và có thể nằm trong cả nối đôi nữa. Đó, thì nó cũng sẽ có pi. Rồi, các bạn thay vào đây ha. Cái số mol CO2 ta đã giải được ở trên là 2,85, nước là 2,25. Số mol nhóm COO là 0,825 rồi. Và cộng cho số mol của nhóm nối đôi và trừ cho số mol hợp chất hữu cơ nó vừa giải xong là 0,6. Thì từ đó các bạn sẽ suy được cái số mol của cái nối đôi này bằng, và các bạn trừ ra thì số mol nối đôi là 0,375. 0,375 là số mol của nối đôi ha. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ xử trí như thế nào đây? Số mol của acid 0,375, số mol este 0,225. Tất nhiên các bạn sẽ phải hiểu rằng là nếu mà trong một trong hai acid nó có nối đôi thì tất nhiên trong este nó cũng sẽ có nối đôi. Vậy chúng ta khi chúng ta nhìn vào cái nối đôi như thế này và chúng ta nhìn vào cái số mol của acid như thế này, chúng ta sẽ nói thẳng rằng là một trong hai acid này chỉ có một acid có nối đôi thôi, chứ không thể hai acid có nối đôi được. Nếu cả hai acid đều có nối đôi thì số mol nối đôi trong acid đã là 0,375. Đây, 0,375, nếu mỗi acid đều có một nối đôi đúng không? Thì chưa kể cái số nối đôi trong este nữa, phải lớn hơn cái này. Đó, do đó chúng ta sẽ khẳng định là chỉ có một acid có nối đôi thôi, acid còn lại là no. Thì cái đó các bạn sẽ thực hành quy đổi. Chúng ta sẽ quy đổi. Rồi, chúng ta sẽ quy đổi acid no về acid đơn giản nhất là acid formic. Acid không no đơn giản nhất chính là acid acrylic. Rồi, như vậy este của chúng ta sẽ đổi về este hai chức HCOO. Chúng ta sẽ viết là CH2CHCOO với C2H4. Và tất nhiên là về đồng đẳng hóa rồi, chúng ta phải tách nhóm CH2.
Số mol của este vẫn là 0,225. Các bạn sẽ nhìn xem là cái nối đôi ở đây. Cái nối đôi ở đây ta sẽ có là 0,25. Như vậy cái nối đôi trên này còn bao nhiêu thì bạn trừ đi nhé. 0,375 trừ 0,225 thì cái nối đôi ở đây nó sẽ còn là 0,15. Rồi chúng ta sẽ nhìn tổng số mol của hai axit là 0,375. Để trừ số mol axit này đi thì số mol axit ở trên thì còn 0,225 mol. Rồi cái CO2 các carbon chúng ta có là 0,285. Cái CO2 tổng các bạn có này là 2,85. Thì bằng định luật bảo toàn nguyên tố carbon nha, bảo toàn nguyên tố carbon, bạn lấy cái carbon tổng ở đây này, bạn trừ đi những carbon có trong axit và cái chất béo này, este này, thì các bạn sẽ có cái carbon CO2 là 0,825 mol. Rồi bước cuối cùng người ta xem là các chất được tách từ bao nhiêu, thì các bạn sẽ hiểu rằng là nếu chúng ta gọi là axit thứ nhất tách T1 nhóm CH2, axit thứ hai tách T2 nhóm CH2. Vậy thì nếu mà cái chỗ này tách T1 nhóm này thì cái chỗ này nó cũng sẽ tách ra T1 nhóm. Ở trên này tách T2 nhóm ở đây thì ở dưới chỗ này nó cũng sẽ tách ra T2 nhóm, thì đi kèm với nhau các bạn nhé. Thì vì cái este của mình được tạo ra từ axit hai axit ở trên. Do đó thì chúng ta sẽ có này, ta có bạn có là T1 nhân cho 0,225 cộng cho T1 nhân 0,225 thế này nữa, các bạn sẽ có 0,225 cộng cho 0,225 ở đây, và cộng cho T2 nhân cho này, ở chỗ này là tách T2 nhóm 0,15 và chỗ này tách T2 nhóm 0,225 bằng 0,825. Và sẽ gom lại chút xíu nhé, cái này sẽ là 0,45 T1 cộng cho 0,375 nhân T2 bằng 0,825. Đó, thì ở đây các bạn bắt buộc phải chọn là T1 bằng 1 và T2 bằng 1. Đó. Vậy thì đây chúng ta đã xác định được cái chất chúng ta cần rồi. Vậy kết luận cái axit chúng ta là sẽ là axit acetic có số mol là 0,225. Axit không no chúng ta cộng thêm một nhóm CH2 nữa là C3H5. COH số mol là 0,15. Còn este của chúng ta sẽ là CH3COO này, C3H5, CO gắn với C2H4 có số mol là 0,225. Khối lượng của chúng ta là 65,1 gam. Rồi ok, như vậy là phần trăm về khối lượng của axit acetic axit nhỏ đúng không, bằng 0,225 là số mol nhân m lớn 60 chia cho khối lượng hỗn hợp 65,1. Các bạn sẽ phải bấm mạnh. Rồi, vậy chúng ta đã giải quyết câu este nâng cao bằng phương pháp khá là nhiều vận dụng, khá là nhiều gọi nhá. Rồi, phương pháp quy đổi rồi là bảo toàn pi rồi độc đẳng hóa vân vân. Rồi, chúc các bạn thành công nha.